Do ảnh hưởng của không khí rét bước đẩy mạnh hòa hợp với nhiễu động gió đông trên cao, từ đêm 15 đến sáng 16 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã sinh ra mưa to đến rất to. Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng. Trên mạng xã hội, những bức hình của cư dân mạng đăng tải đã giúp chúng ta biết được tình hình nước ngập đang ảnh hưởng tới đời sống người dân như thế nào. Nước ngập ở nhiều con phố, thậm chí người ta còn dùng cả thuyền để di chuyển. Ô tô chết máy khắp nơi. Nhiều người đi xe máy cũng phải dắt bộ chứ không thể di chuyển nổi. Nước ngập gần đến mặt bàn. Phải mua mì tôm về dự trữ. Ô tô chết máy, không thể di chuyển nổi. Nước ngập đến nửa cửa chính. Mọi người chụp hình kỷ niệm với trận lụt này. Dùng thuyền đi lại trong thành phố. Phải trồng vài cái ghế thế hệ được. Căn phòng ngập sâu. Còn gì là xe cộ nữa. Tấm đệm bị ướt vì nước ngập tận giường. Ở nhiều bức hình khác, thậm chí các căn phòng trọ của sinh viên nước ngập đến tận giường. Xe máy chìm trong nước. Nhiều người tỏ ra lo kinh hãi cho tình trạng của những chiếc xe sau khi nước rút. Việc ngập nước khiến sinh hoạt của người dân cũng gặp gỡ phải vô số vấn đề lớn. Nhiều bình luận của cư dân mạng cho rằng họ chẳng thể đi làm được, kinh hãi doanh gặp gỡ gian khổ và hơn hết là đã bị hỏng khá nhiều đồ dùng trong nhà vì không lường được chuyện nước ngập nhanh như thế.